Thưa quý vị, quốc lộ 5 là tuyến giao thông sôi động của khu vực miền Bắc, được nhiều doanh nghiệp vận tải lựa chọn để trung chuyển hàng hóa từ cảng vào các khu công nghiệp. Đây cũng là địa bàn mà lực lượng chức năng phải thường xuyên tuần tra kiểm soát. Thế nhưng ngay trong những ngày được cho là nước sôi lửa bỏng về việc các cơ quan chức năng ra quân giáo giết, xử lý ngăn chặn xe quá tải, thì những chiếc xe đầu kéo chở thép cuộn vẫn ngang nhiên chạy tấp nập trên quốc lộ này. Bến Lời thuộc địa phận huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội là nơi những cuộn thép có trọng tải lớn đến 22 tấn được bốc lên xe đầu kéo để di chuyển về khu công nghiệp Phố Nối của tỉnh Hưng Yên. Những chiếc xe đầu kéo này chỉ được chở tối đa 31 tấn tải trọng trục cho phép, nhưng theo quan sát, mỗi xe chở ít nhất 2 cuộn thép, tương đương với tải trọng là 44 tấn. Xe chở thép thì nó bây giờ họ chở ít hơn, ngày trước chở nhiều hơn, nhưng mà xe đấy bây giờ nếu mà họ chở thì yêu cầu họ là chằng cái cục đấy là phải bằng cái dây xích to chắc vào cho an toàn. Chẳng may mình quét đây, chẳng may nó lăn ra thì thôi rồi, ai để ý được, cái húi hót hót quét đấy. Điều lạ lùng là những chiếc xe đầu kéo chở thép cuộn ngang nhiên chạy trên quốc lộ 5 tấp nập cả ngày lẫn đêm mà không có bóng dáng lực lượng chức năng tuần tra xử lý. Thậm chí phóng viên đã tiếp cận từ chân hàng tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội cho đến điểm tập kết tại khu công nghiệp Phố Nối, tỉnh Hưng Yên mà vẫn không hề thấy thanh tra giao thông hay cảnh sát giao thông của thành phố Hà Nội hoặc tỉnh Hưng Yên kiểm tra xử lý. Quy định là cho phép chở 30 tấn hoặc là đối với những xe 30 tấn cho phép chở bằng, nhưng họ có thể tải trọng hoặc thực tế có thể lên đến 50, thậm chí còn cao hơn 50 tấn hoặc cao hơn. Thì cái việc vi phạm đấy nó sẽ dẫn đến là cái tác động đến mặt đường và cái mức độ phá hủy nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, việc kiểm soát lỏng lẻo tải trọng lẫn các quy định xếp hàng đối với xe đầu kéo chở thép cuộn này không chỉ trực tiếp phá hỏng kết cấu hạ tầng giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Hiện nay thì đối với các trường hợp này thì chúng ta sẽ phải đề nghị các lực lượng chức năng, lực lượng công an giao thông, rồi thanh tra giao thông tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo là tất cả các xe mà vi phạm các cái quy định về tải trọng, các cái quy định về xếp hàng lên trên xe ô tô đều được xử lý triệt để. Trên thực tế, có rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra đối với xe chở thép cuộn quá tải. Việc những chiếc xe này lưu thông thường xuyên trên quốc lộ 5 mà không hề bị xử lý đang khiến cho dư luận đặt nghi vấn. Liệu có hay không việc bảo kê mở đường cho hành vi trái pháp luật này? Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video được camera hành trình ghi lại cảnh một xe ô tô taxi đang lưu thông bất ngờ sang đường ẩu, không bật xi nhan, đã va chạm với xe máy đi cùng chiều. Một người ngã xuống đường. Rất may cú va chạm nhẹ nên người điều khiển xe máy không bị thương. Đoạn video clip sau khi được chia sẻ nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cho rằng cả hai xe đều đi rất ẩu. Đoạn video là lời nhắc nhở mọi người nên tham gia giao thông bình tĩnh, quan sát và tuân thủ luật giao thông. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng vừa có công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng ETC trước ngày 30 tháng 8. Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô khẩn trương rà soát hoàn thành việc dán thẻ định danh đối với toàn bộ phương tiện để sử dụng dịch vụ thu phí ETC, báo cáo kết quả trước ngày 30 tháng 8. Sở Thông tin và Truyền thông, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, hỗ trợ phối hợp tuyên truyền, vận động chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện đưa xe đến kiểm định triển khai dán thẻ định danh để sử dụng dịch vụ ETC, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ.